thì Mít Thi nói bây giờ là Mít Thi có nguyện vọng là muốn nhập học lại. Được thì chúng ta hãy bắt đầu lại ngày mai. Sao nhập học? Em à? Điều em thích nhất là em được đi học. Ủa, hồi xưa học. Hồi xưa thích học à? Hồi xưa em vừa đi học vừa đi làm. Và nghề từ đầu của em ở công ty ST19 làm dancer, làm nghệ thuật từ năm em lớp 10 rồi. Thế nên em chả được trải nghiệm gì cả. Nhưng mà vào đây thì em được làm make up này, bán hàng này, võ vẽ đủ các kiểu, nói chung là phục vụ nhà hàng rất là nhiều thứ mà mình chưa bao giờ, và em rất là mong muốn thử. Thì em có cơ hội được thử rồi thì em cảm thấy rất là sướng. Còn em không thích điều gì? Em không thích là cảm biết em không thích gì. Ok rồi, không có gì không thích coi cả. Như là người này không biết ghét điều gì cả. Vâng, coi như là tránh quả rồi. Rồi nào, xin mời Mít Thi. Điều em thích nhất thì chắc là lần đầu tiên em được làm lớp trưởng ạ. Ủa thế à? Đi học chưa bao giờ được làm lớp trưởng? Dạ lớp 10 có, nhưng mà sau đó cũng vì quậy phá quá nên mất chất. Biến chất. Không sao, vì cái cá tính đấy của em thì bây giờ lớp này rất cần một lớp trưởng như vậy. Vâng ạ, em cảm thấy là hóa ra các bạn cũng khá là hiền lành. Hiền lành đúng không? À, hiền lành. Tuổi gì so em cứ nghĩ là mọi người sẽ có cái những cái mặt tối của học đường á thầy, như kiểu bắt nạt hay là gì đó. Em cũng cố gắng quan sát để em xem thử có ai có mặt tối không, nhưng có vẻ là em chưa thấy được ai có mặt tối chưa cả. Kịp. Có mình chị Khánh Vân. Kèm cổ người ta. Không, Khánh Vân là cái đó là tinh thần thể thao của đó, tinh thần thể thao không sao. Rồi. Nhưng mà em thấy, nhưng mà sau một vài cái gọi là lớp học thì em thấy là mấy bạn có tính máu ăn thua khá là cao. Đấy là sau khi em phát hiện ra thì em có thích không thích điều đấy không? Dạ không, bình thường thôi ạ. Đúng rồi. Em sợ mấy bạn bị trầm trầm thôi chứ hóa ra mấy bạn không trầm thì máu quá và máu quá. Còn điều em không thích nhất đó chính là ở đây nhiều mũi quá thầy. Ok. Tay em nó. Và kết thúc 7 buổi học thì thầy nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Các em muốn làm gì? Dạ, em dạ. Theo em thì tại vì thực sự lớp mình đoàn kết mà thầy, có sự gắn kết với nhau bữa giờ rồi. Tại vì Mít Thi nói bây giờ là Mít Thi có nguyện vọng là muốn nhập học lại. Được thì không chúng à? Ta hãy bắt đầu lại ngày mai. Sao nhập học? Phần 2 luôn, đó là đội này làm luôn season 2 luôn. Dạ. Okay.